người tranh thủ chia sẻ livestream chốt hàng giùm em nè. Cho em cái móc. Tranh thủ chia sẻ livestream chốt hàng giùm em ha mọi người ha. Giá là 125, đặt hàng trên livestream chia sẻ một lần em bán cho mọi người giá là 99.000 nè ha. Rồi. Rồi, ai chốt để lại comment liền cho em nè mọi người, nhớ là phải chia sẻ like giúp em nha. Hello tất cả mọi người nè ha. Chấm bài chia sẻ like giùm em, hôm nay lên hàng cực kỳ xinh. Và hình như là cái đầm này hình như mỗi màu em chỉ có khoảng 10 cái thôi. Mỗi màu em chỉ có khoảng 10 cái chứ tới 10 cái để em đếm thử qua mọi người ha. Rồi. Rồi 1 2 3 4 5 6 7. Đúng rồi, mỗi màu 10 cái nè. Chị nào chốt thì chốt nha cho em ha. Màu hồng, màu vàng, màu nâu, màu đen, màu trắng. Đấy, ai chốt màu nào lên comment em. Tình yêu ơi, tình yêu. À rút mấy cái áo dài á. Đúng rồi. Rút giục xuống hết luôn rồi đưa tôi mấy cái móc cái này lên nhé. Rồi.